Khoảng 7 giờ 45 phút sáng nay, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng khiến một ngôi nhà 4 tầng bị cháy rụi. Ngôi nhà bị cháy được sử dụng làm cửa hàng kinh doanh đồ điện dân dụng và vật liệu xây dựng tại địa chỉ số 913 phố Ngô Quyền, thành phố Đà Nẵng. Do trong nhà chứa nhiều sơn và lốp xe nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội. Sức nóng của ngọn lửa cũng làm nhiều hộp sơn phát nổ. Vợ chồng chủ nhà may mắn chạy thoát ra ngoài đường. Nhiều người dân dùng bình chữa cháy mini và bơm nước để dập lửa nhưng bất lực. Lực lượng chữa cháy Đà Nẵng đã điều 8 xe cứu hỏa, 2 xe cứu hộ, 2 xe thang chuyên dụng cùng hàng chục lính cứu hỏa đến hiện trường. Đến 9 giờ 10 phút, ngọn lửa cơ bản được khống chế nhưng tất cả các vật dụng và hàng hóa bên trong căn nhà đều hư hỏng hoàn toàn. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn chưa được xác định.